đâu có biết đâu, đâu có biết gì đâu, rồi thằng Quý Sen nó nhắn mới biết, đâu biết gì. Tại vì không ai biết số anh cũng có. Rồi, thoải mái, thoải mái ra. Bỏ đi vô túi, bỏ đi vô túi.
Dạo liệu liên hương ơi, dục đi em. Dạ, em quỷ. Em chết anh được không? Em chết anh được không? Em chết anh được không? Phải rồi bấm đi sao mà lâu dữ vậy? Bấm lại nó lâu rồi.